Quý vị và các bạn thân mến, các em học sinh lớp 11 thân mến. Trong chương trình hôm nay, Thanh Tùng diễn đọc tôi gửi tới quý vị, các bạn, các em học sinh lớp 11 bài viết về luân lý xã hội ở nước ta, một bài viết rất hay của tác giả Phan Triều Trinh. Tích đạo đức và luân lý Đông Tây theo sách giáo khoa ngữ văn lớp 11, chương trình giáo dục năm 2006, tập 2. Phần kết quả cần đạt cảm nhận được tinh thần yêu nước, tư tưởng tiến bộ của Phan Châu Trinh khi kêu gọi gây dựng nền luân lý xã hội ở nước ta, hiểu được nghệ thuật viết văn chính luận, có ý niệm về phong cách chính luận của một tác giả cụ thể. Tiểu dẫn Phan Châu Trinh sinh năm 1872, mất năm 1926, tự là Tử Cán, hiệu là Tây Hồ, biệt hiệu là Hy Hi Mã, quê ở làng Tây Lộc, huyện Tiên Phước, phủ Tam Kỳ, nay là thôn Tây Hồ, xã Tam Lộc, huyện Phủ Ninh, tỉnh Quảng Nam. Ông Đỗ Phó Bảng năm Tân Sửu 1901, làm quan một thời gian ngắn, rồi từ quan đi làm cách mạng. Phan Châu Trinh chủ trương cứu nước bằng cách lợi dụng thời dân Pháp, cải cách, đổi mới mọi mặt, gọi là duy tân làm cho dân giàu, nước mạnh, trên cơ sở đó tạo nền độc lập quốc gia. Tuy con đường ấy có phần ảo tưởng, nhưng nhiệt huyết cứu nước của Phan Chu Trinh rất đáng khâm phục. Năm 1908, ông bị bắt đi đầy côn đảo. Ba năm sau, khi được trả tự do, Phan Chu Trinh xin sang Pháp tìm cách thúc đẩy cải cách chính trị ở Đông Dương. Nhưng công việc không thành. Năm 1925, ông về Sài Gòn diễn thuyết được vài lần, sau đó ốm nặng rồi mất. Đám tang Phan Châu Trinh trở thành một phong trào vận động ái quốc rộng khắp cả nước. Phan Châu Trinh luôn có ý thức dùng văn chương để làm cách mạng. Những áng văn chính luận của ông đậm tính chất hồng biện, lập luận chặt chẽ, đanh thép những bài thơ của ông dạt dào cảm xúc về đất nước, đồng bào. Tất cả đều thấm nhuần tư tưởng yêu nước và tinh thần dân chủ. Các tác phẩm chính Đầu Pháp Chính Phủ Thư 1906, Tỉnh Quốc Hồn Ca 1, 2, 1907, 1922, Tây Hồ Thi Tập 1904, 1914, sang tê thi tập 1914-1915, giai nhân kỳ ngộ diễn ca 1915, thất điều trần 1922, quân trị chủ nghĩa và dân trị chủ nghĩa 1925, đạo đức và luân lý đông tây 1925, vân vân. Về luân lý xã hội ở nước ta là một đoạn trích trong phần 3 của bài Đạo đức và Luân lý Đông Tây gồm 5 phần chính, kể cả nhật đề và kết luận, được Phan Chu Trinh diễn thuyết vào đêm ngày 19 tháng 11 năm 1925 tại nhà Hội Thanh Niên ở Sài Gòn, này là thành phố Hồ Chí Minh. Tên bài cũng như các số thứ tự trong đoạn trích do người biên soạn đặt. Văn bản một, xã hội luân lý thật trong nước ta tuyệt nhiên không ai biết đến. So với quốc gia luân lý thì người mình còn rút nát hơn nhiều. Một tiếng bè bạn không thể thay cho xã hội luân lý được. Cho nên không cần cắt nghĩa làm gì. Tuy trong sách nhỏ có câu sửa nhà, trị nước rồi mới yên thiên hạ. Hai chữ thiên hạ đó tức là xã hội. Ngày nay những kẻ học ra làm quan, cũng võ vẽ nhắc đến hai chữ đó nhưng chỉ làm cho cười cho kẻ thức giả đấy thôi cái chủ ý bình thiên hạ mất đi đã từ lâu rồi hai cái xã hội chủ nghĩa bên âu châu rất thịnh hành như thế đã phóng đại ra như thế thế mà người bên ta thì điềm nhiên như kẻ ngủ không biết gì là gì thương hại thay người nước ta không hiểu cái nghĩa vụ loài người ăn ở với loài người đã đành, đến cái nghĩa vụ mỗi người trong nước cũng chưa hiểu gì cả. Bên Pháp, mỗi khi người có quyền thế hoặc chính phủ lấy sức mạnh mà đè nén quyền lợi riêng của một người hay của một hội nào, thì người ta hoặc kêu nài, hoặc chống cự, hoặc thị oai, vận dụng kỳ cho đến được công bình mới nghe vì sao mà người ta làm được như thế là vì người ta có đoàn thể có công đức biết giữ lợi chung vậy họ nghĩ rằng nếu nay để cho người có quyền lực đè nén người này thì mai ắt cũng lấy quyền lực ấy để đè nén mình cho nên phải hiệp nhau lại phòng ngừa trước người ta có ăn học biết xét kỹ thấy xa như thế còn người nước mình thì sao người nước mình thì phải ai tài nấy ai chết mặc ai đi đường á gặp người bị tai nạn gặp người yếu bị kẻ mạnh bắt nạt cũng ngơ mắt đi qua hình như người bị nạn khốn ấy không can thiệp gì đến mình đã biết sống thì phải bênh vực nhau ông cha mình ngày xưa cũng đã hiểu đến cho nên mới có câu không ai bè đũa cả nắm và nhiều tay làm nên bột thế thì dân tộc việt nam này hồi cổ sơ cũng biết đoàn thể biết công ích cũng góp gió thành bão dùng cây làm rừng không đến nỗi trơ trọi lơ láo sợ sệt u lì như ngày nay dân không biết đoàn thể không trọng công ích là bởi ba bốn trăm năm trở về đây bọn học trò trong nước mắc ham quyền tước ham bạ vinh hoa của các triều vua mà sinh ra giả dối, nịnh hót, chỉ biết có vua mà chẳng biết có dân. Bọn ấy muốn giữ túi tham mình được đầy mãi, địa vị của mình được vững mãi, bèn kiếm cách thiết pháp luật và tan tành đoàn thể của quốc dân. Dẫu trôi nổi, dẫu cực khổ thế nào, mặc lòng, miễn là có kẻ mang đai đội mũ ngất ngưởng ngồi trên có kẻ áo rộng khăn đen lúc nhúc lại dưới trăm nghìn năm như thế cũng sọc dân khôn mà chỉ dân ngu mà chỉ dân lợi mà chỉ dân hại mà chỉ dân càng nô lệ ngôi vua càng lâu dài bọn con lại càng phú quý chẳng những thế mà thôi một người làm quan một nhà có phước, giàu tham, giàu nhũng, giàu vơ vét, giàu rút tiệc của dân thế nào cũng không ai phẩm bình. Giàu lấy lúa của dân, mua vườn, sắm ruộng, xây nhà làm cửa cũng không ai chê bài. Người ngoài thì khen đắc thời, người nhà thì dựa hơi quan, khiến những kẻ ham mồi phú quý không đua chen vào đám quan trường sao được. Quan lại đời xưa, đời nay của ta là thế đấy luân lý của bọn thượng lưu tôi không gọi bọn ấy là bọn là 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 thượng lưu tôi chỉ mượn hai chữ thượng lưu nói cho anh em dễ hiểu mà thôi ở nước ta là thế đấy ngày xưa thì bọn ấy là bọn nho học đã đỗ được cái bằng cử nhân tiến sĩ ngày nay thì bọn ấy là bọn tây học đã được cái, cái 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 chức ký lục thông ngôn có khi bồi bếp dựa vào thân thế của chủ cũng ra làm quan nữa những bọn quan lại đã nói ở trên này chỉ còn một tiếng chỉ đúng hơn là lũ ăn cướp có giấy phép vậy những kẻ ở vườn thấy quan sang quan quyền cũng bén mùi làm quan nào lo cho quan nào lót cho lại nào chạy ngược nào chạy xuôi dầu cố ruộng dầu bán trâu cũng vui lòng chỉ cần được lấy một chức xã trưởng hoặc cai tổng, đặng ngồi trên, đặng ăn trước, đặng hống hách thì mới thôi. Những kẻ như thế mà vẫn không ai khen chê, không ai khinh bỉ, thật cũng lạ thay. Thường ngôi, làng có một trăm dân mà người này đối với kẻ kia đều ngó theo sức mạnh, không có một chút gì gọi là đạo đức, là 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 là, là luân lý cả. Đó là nói người trong một làng đối với nhau chỉ như đối với dân kiều cư ký ngụ Thì lại càng hà khắc hơn Ôi, một dân tộc như thế Thì tư tưởng cách mạng này nở trong óc chúng Làm sao được xã hội chủ nghĩa trong nước Việt Nam ta Không có là cũng vì thế Ba, này á Muốn một ngày kia nước Việt Nam được tự do độc lập Thì trước hết dân Việt Nam phải có đoàn thể đã Mà muốn có đoàn thể thì có chi hay hơn là truyền bá xã hội chủ nghĩa trong dân Việt Nam này. Theo Nguyễn Văn Dương biên soạn, tuyển tập Phan Châu Trinh, nhà xuất bản Đà Nẵng, Trung tâm Nghiên cứu Quốc học 1995, Thanh Tùng diễn đọc, vui lòng bấm like, share và đăng ký kênh youtube Thanh Tùng diễn đọc để kiến thức văn học trong trường học và những điều tuyệt vời như vậy tiếp tục được tỏa lan rộng rãi. Trân trọng, mến chào.